Mình đói bụng quá. Nói gì anh ta? Quá! Nên đói bụng cho nên thấy hộp quà này. Mình cũng đỡ đỡ cho bụng rồi. Chắc có đồ ăn ở trong á. Mình háo hức quá, mình đang đói bụng quá. Chắc mình phải mở đồ ăn ra để mình ăn quá. Đồ ăn bên trái ơi. Hôm nay là một con gà quay. Ủa ha ha. Đồ ăn bự lắm đây. Đồ ăn ngon của tôi. Dám mấy giúp chí để người ta đói bụng lắm rồi á. Quá. Nhìn hộp bánh hamburger này rất là háo hức. Mình thích ăn hamburger. Các bạn có thích không nè? Bây giờ mình mở nó ra, mình quá háo hức chơi với nó rồi. Mình phải mở nó ra thôi. Đây. Ủa, hình đây là chắc là hình dáng mình cũng không biết nữa. Hồi chơi biết. À, còn đây là sticker của hamburger ở trong tiệm thức ăn nhanh. Ủa, cái này là cái tiệm làm bánh của người ta. Đây là bộ hamburger làm bánh nè. À, nó có tiền nữa các bạn, giống như mình mua cái đồ đó thì mình đưa tiền xong mình người ta đưa đồ ăn cho mình á. À, mình có một cái bếp nấu nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái hộp này ra. Rồi mình sẽ để cái hộp này xuống để mình bây giờ chơi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp ra một cái dùng hamburger nha các bạn. Đây, đầu tiên đó là mình sẽ ráp cái lò nướng trước nè các bạn. Đây, đây, ok. Rồi, mình đã ráp xong rồi, cái nồi đựng lại rồi. Đây, các bạn có thấy không nè. Là mình sẽ đẩy cái nồi này lại. Mình sẽ đẩy như thế này nè. Rồi, cái tiếp theo là mình sẽ dán sticker cho cái này trước đi. Rồi, mình đã ráp xong rồi trơn nè. Các bạn thấy nó đẹp không nè. À, cái này giống như một cái khăn trải hoặc là cái khăn lót á, trải trên mặt bàn. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy vô đây. Vậy là xong rồi nè. Trải bàn xong rồi nè. Bây giờ đây là một cái máy che. Đây là chỗ tính tiền nè. Các bạn có thấy không nè. Chỗ tính tiền nè. Máy che nè. Bây giờ mình sẽ ráp vào đây. Rồi xong rồi. Bây giờ mình sẽ dán lại cái này cho nó giống cái máy dù nha. Máy dù nó thật là đẹp nè. Đó. Đó, nó thật là đẹp. Ra cái máy dù rồi đó. Tiếp theo mình sẽ dán cái màn hình máy tính tiền. Cái hình hamburger đây. Hamburger 15 đồng. Đây là cái khay nè. Để đính đồ hai bên luôn. Cái bên đây. Quay hamburger rồi. Bây giờ tiếp tục là bên sẽ làm những cái chi tiết nhỏ để làm cái bánh hamburger này nè. Như cái này chay trên cà nè. Cái này để mình làm khoai tây chiên, mình dỡ lên chỗ xuống nè. Chỗ này để làm khoai tây chiên. Bấm nút làm khoai tây chiên. Bấm nút. Rồi. Cái tiếp theo mình sẽ làm hamburger. Nè, hamburger này để vô đây nè. Bây giờ mình sẽ cho một lát thịt bò vào nè, các bạn có thấy không? Nè. Mình hấp dẫn quá. Hamburger thịt bò nữa nè. Bên nghe còn thấy mùi thơm nè. Thơm thiệt đó. Nè, lát rau nè. Bỏ vô đây. Thì lát hamburger đổi. Rồi, đùi gà bán ở đây, để ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một hộp làm khoai tây chiên. Rồi, bây giờ mình làm xong hộp đựng khoai tây chiên. Vừa lúc khoai tây chiên mới chín vàng luôn. Bây giờ mình sẽ gấp khoai tây chiên ra đựng vô hộp. Rồi, đã xong khoai tây chiên cho khách hàng rồi. Rồi, mình đã hoàn tất xong quầy thức ăn nhanh rồi. Bạn sẽ đi bán hàng thôi. Cho bàn số 1 là một cái đùi gà. Bàn số 2 là một cái đồ khoai tây chiên. Bàn số 3 là hamburger. Bàn thứ 4 là một ly nước. Để lại. Rồi. Tiệm hamburger tới giờ đóng cửa rồi. 7 giờ rồi đóng cửa rồi. Đóng cửa. Hôm nay á, bên người đã làm cái hamburger này nó rất là đặc biệt. Hy vọng lần sau chủ tôi sẽ gỡ cho bạn nhiều hộp quà đặc biệt giống như hộp quà này nữa. Nhưng mà các bạn đừng quên ấn nút subscribe này để xem bên mở nhiều hộp quà bí mật khác này nha. Bây giờ bên đi. Xin chào và hẹn gặp lại.
mạch xuống nghỉ mệt chút đi. Quá không ngờ mới giờ mà mở mắt dậy và thấy nguyên con khủng long da đỏ này.